Xin chào tất cả các bạn. Trong video này tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể sử dụng một chiếc UV Boost để chúng ta test nhanh một chiếc ổ cứng xem nó có bị lỗi không. Tôi Trương Văn Ngọc, giám đốc trung tâm học IT, trung tâm chuyên đào tạo sửa chữa laptop, MacBook, smartphone hàng đầu Việt Nam. Ok, trên hình ảnh đây chính là giao diện của UV Boost. Như mình có hướng dẫn là chúng ta bắt đầu sẽ test cái chiếc ổ cứng, xem là ổ cứng của chúng ta có bị lỗi hay không. Thế để test được cái ổ cứng của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần mềm là HD Tool Pro. Đây các bạn quan sát, đây là cái phần mềm HD Tool Pro. Phần mềm này giúp chúng ta test ổ cứng. Mình sẽ chọn chạy bởi Zen Admin. Các bạn nhìn thấy giao diện của chúng ta này. Thế để kiểm tra sức khỏe của ổ cứng thì chúng ta chọn vào Here, dấu cộng sức khỏe. Thì các bạn nhìn cái vào dòng status này, nếu mà ok hết tức là ổ cứng ta tốt, còn nếu nó có hiển thị màu vạch màu xanh, màu đỏ, màu vàng gì đó thì ổ nó đã bắt đầu kém rồi. Như thế này là ok như nào. Rồi, ngoài cái tình trạng ổ cứng thì bây giờ mình còn giới thiệu các bạn một chút nữa là cái tốc độ đọc ổ cứng. Ổ cứng quan trọng nhất rất là nhiều là tốc độ đọc. Đọc nhanh hoặc chậm thì máy tính chúng ta chạy nó mới cải thiện được. Thì các bạn chọn vào cái dòng tab là benchmark này. Đấy, và các bạn chọn vào phần read và chúng ta nhấn start. Thì bắt đầu nó sẽ load đọc cái kiểm tra cái tốc độ đọc ổ cứng. Đấy, các bạn nhìn thấy cái vạch maximum là 201 mb trên giây và minimum là 192. Các bạn thấy nó cứ dao động trong khoảng tầm như này là ổn tốt. Trong trường hợp nó tụt xuống 50 hoặc là tụt sâu xuống thì rất là ổ cứng, cái phần đọc nó kém thì lúc chạy máy tính thì nó sẽ bị giảm chậm. Ok, thì chúng ta chạy hết. Ok rồi, thì trên đây là mình có giới thiệu các bạn một cái phần mềm test ổ cứng để kiểm tra xem là ổ cứng nó còn tốt hay không, rất là tiện lợi, trên được ứng dụng trên UV Boost. Ngoài cái phần mềm này thì chúng ta còn một cái phần mềm nữa test nhanh, đó là Crypto Info này. Chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm này. Đó, cái phần mềm này thì kiểm tra test nhanh thôi. Các bạn nhìn thấy này, nó hiển thị luôn. Đó là Here Start, là cái phần sức khỏe là Good, tức là nó báo tốt luôn. Nhiệt độ cứng là 33 độ C. Đó. Ok, trên đây là hai cái phần mềm test ổ cứng giúp chúng ta kiểm tra là nhanh ổ cứng nó có vấn đề gì không. Tóm lại, trên đây mình vừa có hướng dẫn các bạn cách để chúng ta sử dụng một chiếc UV Boost để chúng ta test nhanh một chiếc ổ cứng xem là chiếc ổ cứng nó có bị lỗi hay không. Với chiếc UV Boost mình vừa thực hiện thao tác ở phía vừa rồi thì các bạn có thể tự tạo hoặc các bạn có thể mua với giá cực kỳ ưu đãi trong cái video này. Chi tiết mình sẽ thêm trong phần mô tả video. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi video. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc câu hỏi nào, các bạn hãy comment inbox, mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách sớm nhất. Các bạn đừng quên theo dõi kênh để nhận được những video thủ thuật hữu ích vào trưa 12 giờ ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.